viên đi quá lồn đi hôm qua game Mỹ á, giờ cũng đã nghỉ rồi, hiện tại giờ còn có 7 anh em như mọi khi thôi. Thì ngày hôm nay game Mỹ lại sẽ chạy một cái tới một cái điểm khác để tìm những mặt hải sản để thu hoạch nữa nha. Thì cái dưới đây Mỹ thật sự mà nói không có biết điểm nào là điểm nào đâu cả nhà, giờ chỉ biết đây là hiện tại là khu vực của thành phố Phan Thiết thôi. Đây là cái nha. Đó, hôm nay thì ghi Mỹ chạy cũng rất là gần với thành phố Phan Thiết luôn nè. Thì Mỹ nhìn không biết cả nhà mình nhìn thấy có quen quen không thôi, chứ thật ra mình mà nói Mỹ nhìn giống y hệt như là cái khu vực này nè, y hệt như là của Phan Thiết cửa ở cùng quê với Mỹ luôn. Thật sự mà nói chắc là đúng luôn đó cả nhà. Đó, từ núi gần biển với núi ở trong núi cao đó, cùng với nhà này, cửa này, nói chung thì chúng y hệt luôn á, 1910 với cửa Phan Thiết của Mỹ luôn đó. Thì hôm nay đi Mỹ cũng không biết chạy tới điểm nào nữa. Thì Mỹ có nghe nói là hôm qua có ghi nào đó lặn ở dưới đây nè, nói chung thì cũng gần Phan Thiết lắm, lặn có cả nhà, nên Vũ tài công chạy theo ghi đó để mấy anh em làm kiếm thu nhập nha. Thì hôm qua ghi Mỹ lặn ngồi đó thì nói chung thì hải sản ở ngồi đó thì nó còn nhiều lắm, nhưng mà cái ốc nhảy cả nhà thì nó nhiều, còn những mặt hàng kia thì nó cũng có nhưng mà nó cũng có được nhiều, nhưng mà giá trị thì nó đã dễ đi rồi, nên mình bắt số lượng đó không có đủ cả nhà, nên sẽ đi tìm cái hướng khác để làm nha. Khi Mỹ đã tới điểm rồi thì cái điểm này nó Mỹ không biết điểm gì nữa, thì nó cách cảng Phan Thiết khoảng đâu đó tầm khoảng 1-2 lý thôi. Thôi giờ Mỹ cũng mời cả nhà cùng theo Mỹ xuống cái điểm mới này để thu hoạch hải sản nha, cũng không biết có hải sản những gì. Độ sâu tại cái điểm mới này chỉ có 7 sải tay thôi, nó cạn hơn một sải tay ở ngoài mấy bữa trước kia Mỹ có lặn ốc nhảy á. Nước trong này thì Mỹ thấy nó cũng hơi mờ hơn ở ngoài đó nè, ở ngoài đó thì nó thanh rất là đã luôn, nhưng mà ở trong đây thì nó có hơi có cặn bờ cả nhà, nên nó hơi hạn chế ánh sáng. Mới nhảy xuống thì Mỹ có bắt được một con sò bánh tráng này, thì có phát hiện ra một cái dấu con ốc tỏi này. Cái dấu này nhìn rất là to luôn. Cái dấu to thì ốc sẽ to như thế này nè cả nhà. Mới nhảy xuống thì có bắt được con ốc tỏi rồi, không biết cái điểm này có dấu ốc tỏi không đây. Cũng cầu mong cho có ốc tỏi bắt cả nhà, tại vì ốc tỏi này hiện tại giá chỉ còn đâu đó sắp xỉ chỉ 200k thôi. Ok, đây Mỹ lại phát hiện thêm một cái dấu nữa nè. Con này thì nó bé hơn con lần đầu mà Mỹ bắt nè, bé hơn khoảng một chút xíu thôi. Đây cả nhà, Mỹ thấy có dấu nó nữa nè, nhưng mà không biết nó bò đi đâu. Mỹ đã thấy nó rồi nè, nó bò tới đây thì nó trốn lại nè. Mỹ cứ tưởng đâu con ốc tỏi chứ, ai nghe là con ốc mai rồi. Trời ơi, Mỹ nhìn cái dấu đó thật sự mà nói giống ốc tỏi luôn. Mỹ thấy có ngay này hình như là có 2-3 con ốc tỏi này, hình như nó đã bò đi đâu rồi, Mỹ cũng đang tìm nó nè. Thường thì Mỹ thấy những cái dấu như thế này nè, Mỹ đứng lên, Mỹ sẽ nhìn xung quanh có thử nó nằm tại chỗ nào kìa. Đó, Mỹ cứ đứng lên là phát hiện ra nó thôi. Như cái dấu đó Mỹ độ đâu đó tầm khoảng 2-3 con nha. Giờ bắt được một con rồi, không biết con 2 con nữa nó bò đi đâu đây. Chắc Mỹ nghĩ còn một con nữa nó bò đi đâu cũng xa lắm rồi, nên cũng không có thấy nó. Để dấu nó nè. Mỹ cũng thấy những cái dấu cũ của nó cả nhà, cũng rất là nhiều luôn, nhưng mà không thấy em nào luôn. Rồi,
Cuối cùng Mỹ chạy đâu đó vài bước nữa thì có phát hiện ra nè. Ồ, cái dấu này cũng khá là to luôn. Ừ giờ đúng rồi, ừ, ốc to chỉ dấu chỉ to thôi. Đó cả nhà xem nè. Ừ, cái con này bị bắt to hơn cái con lúc trước bị bắt luôn nè, hình như là một cặp đó, cái dấu cũ của nó nữa nè. Ừ, Mỹ thấy dấu cũ thật sự mà nói, cái điểm này dấu cũ ốc tỏi này nhiều lắm, nhưng mà ốc tỏi thì không được bao nhiêu đó nữa nè. Ừ, tính ra nếu mà nó có dấu như thế này nè, ốc thì cũng nhiều lắm đó, nhưng mà Mỹ thấy thì nó cũng dai thôi. Ừ, chẳng lẽ ốc này hình như người ta bắt hết thì sao đó. Thì Mỹ cũng có này nói lưới đánh cũng nhiều lắm nha, tại vì lưới quấn ốc tỏi này cả nhà. Đó Mỹ lại phát hiện thêm một con nữa nè, hình như ngư dân đánh lưới hay sao đó cả nhà. Mỹ nghĩ do ngư dân đánh lưới bắt ốc tỏi này cũng đi hết rồi đó. Mỹ có phát hiện thêm một con ốc tỏi nè, đó cũng có cái ốc tỏi này. Ờ nãy giờ Mỹ nhảy xuống thì bắt cũng được sau đó cũng quản nguyện cần cả chục con rồi đó. Mỹ có phát hiện ra hai con ốc tỏi nằm gần nhau luôn nè, hai con lửa nha, một con nằm đây và một con nằm trên kia. Đó đúng là điểm này ốc to to đã chưa. Đó nãy giờ thấy cả nhà thấy đó, Mỹ móc những cái con ốc tỏi toàn là to to không ha. Mỹ phát hiện hàng hiếm này cả nhà. Đó chắc cả nhà nhìn cái dấu này cũng biết rồi ha. Đây là cái dấu của con sò lõi nha. Thì cái dấu này Mỹ nhìn nó thì có dễ thấy nè. Ồ, con sò lõi này mình nghĩ là to đó. Đó, con này rất là đen thui luôn. Có con nó sẽ lột cái vỏ đen đó cả nhà. Nó sẽ trắng luôn. Con này thì nó chưa có lột vỏ nè, nên nó còn rất là đen luôn. Thường thì mấy con sò lõi như thế này nè, Mỹ sẽ bỏ vào cái vỏ hậu như thế này, tránh trường hợp bỏ trong cái vỏ sò lớn của Mỹ á, nó sẽ bởi nha. Bởi vỏ là người ta sẽ xả ra, có thể người ta không mua luôn đó. Mỹ có phát hiện ra cái đường dấu bò này. Ơ, cái dấu bò này nói chung xuống này lại Mỹ tưởng cái dấu này giống con ốc tỏi thì luôn. Ai nghe không phải nha, là một con ốc đá này. Ơ, nó đang ăn con hải sâm nè. Con hải sâm này còn bé quá. Mỹ thường biết thì có hai con ốc, ốc đá này với con ốc bông, thường thì ăn những con hải sâm đó cả nhà. Mỹ nghĩ chắc mấy con ốc này ăn cũng rất là bổ dưỡng luôn, tại vì nó ăn những con hải sâm á. Mỹ có phát hiện ra một con sò lõi đó này. Mỹ cũng nhìn cái dấu cũng nghi nghi thôi, Mỹ thập tay xuống nó thụt xuống liền luôn. Ồ, con này cũng rất là to luôn nè. Ồ, nãy giờ tính ra thì cái điểm này ốc tỏi cũng to mà sò lõi cũng to nè. Mà nãy giờ Mỹ chưa thấy con sò ngọt nào luôn. Ồ, Mỹ có phát hiện thêm này. Ồ, không phải à. Cái dấu đó y hệt giống con sò lõi luôn á nha, nhưng mà không phải nha. Nhiều khi nó nằm giả cũng như thiệt thôi, thiệt cũng như giả. Mỹ thường thường thì thấy giả hay thiệt gì lúc nào Mỹ cũng thọc ngón tay xuống để biết nó thật ai là giả thôi. Ốc mỡ nữa nè. Một con ốc mỡ nó vừa để trứng xong nè. Ơ, hôm qua Mỹ gặp cái con kia nó để trứng rất là nhiều luôn, mà sao cái con này để có chút xíu rồi trời. Đó, nó để xong thì nó bò qua tới đây nè. Trời ơi, con ốc to như thế này mà nó để có chút xíu thôi nè. Hôm qua thì Mỹ bắt con kia nhỏ hơn đây đâu đó khoảng một nửa đó, nhưng mà nó để quá trời luôn. Mà con này sao chà bá mà nó để trứng ít xịt luôn. Mình nghĩ chắc con này nó già lắm rồi nè, nó để không có nổ nữa. Ừ, con ốc này Mỹ nhìn to thiệt chứ. Một cái dấu ốc khá là to luôn. Không biết cả nhà mình phân biệt được cái dấu ốc này không ha. Đây là cái dấu ốc nó tròn, cái hình nó tròn bự là ốc bông đó cả nhà. Ừ, có sò mê ca đó này.
mực ca trong này khá là to luôn. Ủa, một con ốc tỏi nữa nè. Đây là cái dấu cẳng nè, dấu cẳng của anh em nào đó đã chạy ngang qua mà không thấy có ốc tỏi này luôn. Mỹ chạy sao Mỹ đã phát hiện nè. Hình như mấy cái dấu cẳng này Mỹ nhìn không phải dấu cẳng của ghi Mỹ. Dấu cẳng này là của một ghi nào đó đã lặn rồi. Cái điểm này chắc có ghi lặn rồi cả nhà. Ơ, Mỹ gặp trứng ốc tỏi nữa nè. Trứng ốc tỏi thì nó đẻ nhiều khi hình thù nó chắc là lạ kỳ luôn. Nó đẻ nhiều khi nhiều cái hình thù nhìn cũng đẹp mắt lắm cả nhà. Rồi một con ốc mỡ nữa nè. Wow, lần đầu tiên mà Mỹ phát hiện ra cái con gì đây mà nó ăn ốc móng tay này. Ồ, con này thật sự Mỹ không biết luôn. Nếu mà suy ra con này Mỹ tự tự giống như con đĩa luôn á cả nhà. Ồ, ba con luôn. Cái này có ba con này, nó đang ăn con móng tay này cả nhà. Ừ, con này dài chưa. Trời ơi, con này có thể kéo gãy ra dài luôn nè. Ồ, rồi nó tung lại á cả nhà. Mình nghĩ con này nó có thể kéo gãy ra dài lắm đó. Ó, nó đang nuốt con móng tay đó. Ờ, Mỹ nhìn hai con móng tay vẫn còn sống nè. Mỹ sẽ bắt hai con sò móng tay nha. Thật sự mà nói mấy con gì đây Mỹ chả biết luôn. Đó, y hệt như là con đĩa luôn á cả nhà. Thật sự nhìn nó ghê ghê là sao đó. Hai con móng tay này Mỹ thấy còn vẫn còn viên. Đó, Mỹ nhìn ghê ghê quá. Thôi bỏ đi đi. Những cái dấu ốc cũ như thế này nè các nhà, nãy giờ Mỹ nhìn thấy tè luôn. Nhưng mà ốc chẳng thấy đâu. Đó, có lúc thì nó còn sót lại như thế này nè. Mỹ nghĩ cái lỗ đó là phải 2-3 con gì đó. Nó bò đi đâu hết rồi. Đó, ốc toàn là lấy to to không thôi. Kìa, thêm một con nữa kìa. Để Mỹ nhìn thêm con thứ còn nữa không nha. Đây, nó chui xuống đây này. Mỹ nghĩ chỗ này có đã có một số chiếc ghe bắt hay sao đó, hay là lưới đánh gì Mỹ cũng không biết nữa. Tại vì Mỹ suy đoán cái điểm này nếu mà thật ra chưa có ai lặn, chưa có ai đánh bắt thì Mỹ nghĩ ốc tỏi này cũng nhiều lắm đó. Mỹ thấy dấu nhiều lắm nhưng mà chẳng được bắt bao nhiêu con hết. Đó, dấu cũ nữa này. Ừ, cái điểm này mình mà biết trước mình xuống lặn là ngon rồi. Kìa nước kìa. Đó, con này thì nó mới chui xuống lại nè. Ơ, ơ tuyết ghê. Mỹ nhìn con sò lỏ hình như nó mới chết đây khoảng 2-3 bữa rồi đó thôi nè. Tại vì cả nhà biết sao không, Mỹ nhìn con này thì nó đã già lắm rồi. Nó già thì nó sẽ đi thôi. Ơ, Mỹ nghĩ con này khoảng 2-3 bữa gì thôi này. Cá độ cả nhà nó đã dí hết rồi. Con ốc tỏi đó cả nhà. Ồ, tính ra nãy giờ bị bắt ốc tỏi cũng khá khá rồi ha. Chắc là mình nghĩ cái điểm này chỉ có ốc tỏi thôi sao đó. Những mặt hàng như sò ngỏ cả nhà Mỹ chưa bắt được con nào luôn. Sò lỏ thì Mỹ có bắt được hai con rồi. Còn ốc tỏi này khỏi phải nói rồi, bánh tráng này nữa này cả nhà. Bánh tráng này cũng nhiều lắm. Đó, Mỹ lại gặp con ốc tỏi nữa. Thì cái dấu ốc tỏi này nhìn cũng dễ thấy lắm cả nhà. Mỹ nhìn từ xa thì đã có phát hiện ra nó rồi. Thì cái chỗ này nó không có được nhiều ốc tỏi đâu. Tại vì Mỹ ghi hình lại á, nên cả nhà thấy Mỹ bắt nhiều đó. Thật sự mà nói chạy cũng khá là lâu mới được con hai con thôi. Đó, đây nữa nè. Ờ, nếu mà ốc tỏi nó nằm như thế này thì bắt cũng quá là ok rồi cả nhà. Ui, con tôm bại, rất là tuyết luôn. Đó, mấy con tôm bại này Mỹ nhìn rất là to luôn. Nó khôn lắm cả nhà. Nói chung bắt bằng tay bắt không có được đâu. Ờ, cả nhà, Mỹ xuống đây có phát hiện ra ốc nhảy nữa nè. Ờ, nãy giờ không có ốc nhảy đâu. Như cho xuống này Mỹ thấy có ốc nhảy nè. Đó, ốc nhảy cũng nằm 2-3 con cũng ngon lắm nha.
không biết Mỹ nếu mà lượm ốc đảo này có được đầy vợ không đây, để Mỹ lượm xem có đầy vợ không nha. Tại vì ốc đảo nó nằm cũng ngon lắm, thêm con ốc tỏi nữa nè. Tính ra nãy giờ Mỹ toàn là bắt ốc tỏi không thôi, thì ốc đảo cả nhà nó đâu nó có một phỉnh ngay đó thôi Mỹ hốt được như đây nè, đó vẫn còn nữa nè, nó không có nhiều cả nhà, đâu nó có một phỉnh thôi, hình như chắc có anh em nào lượm hết rồi sao đó. Điểm này cũng có sò bánh tráng này cũng nhiều lắm này, nhưng mà cái con nào con đấy to to ù ù thôi. Mỹ thấy hai con này cũng vừa này, Mỹ đang phân vân không biết có lấy không được đây, thôi thả lại đi, Mỹ thấy vẫn còn nhỏ lắm. Đó, con ốc tỏi nó mới vừa trung lên này các nha. Mỹ chạy tới thì nó đã trung lên rồi nè, nó đã đói bụng rồi nên nó sẽ chui lên để đi kiếm ăn này. Mỹ có phát hiện ra một cái dấu của con sò lông này. Nếu mà cái điểm này mà có sò lông như thế này nữa là quá tuyệt vời luôn nè. Nãy giờ Mỹ bắt có một con đây thôi. Sò lông này cũng khá là to nha. Mỹ cầu cho có thêm sò lông này nữa nè. Mà sò ngọt thì Mỹ không bắt được con nào luôn. Chắc mình nghĩ cái điểm này không có sò ngọt sao đó, Mỹ chẳng gặp đâu. Thank you.
tính ra từ lúc tới giờ rồi Mỹ chưa có phát hiện con ốc đỏ nào luôn. Tự nhiên hôm nay Mỹ gặp lại con ốc đỏ này cũng tính ra cũng khá là lâu rồi đó cả nhà. Mỹ mới phát hiện ra một con ốc đỏ này. Mỹ nghĩ con ốc đỏ này nó đang tính ăn con sò bánh tráng hay sao đó. Nó cứ đu đu con sò bánh tráng này. Mà Mỹ nghĩ chắc là nó đã bắt được con sò bánh tráng này, nó chuẩn bị ăn đó. Nó ăn thì nó sẽ dùng cái gọi của nó cả nhà. Nó có thể cắn, nó ăn nó moi như là mình khoan vậy. Nó khoan cho sao được một cái lỗ đút cái gọi vô nó ăn thôi. Con ốc này thì Mỹ thấy cũng vừa nha, nên Mỹ sẽ bắt nó luôn. Tại vì ốc đỏ này bây giờ nó hiếm lợ, giá trị nó cũng cao nữa cả nhà, nên Mỹ sẽ lụm luôn. May mấy anh em kia cũng lụm nữa, cũng có nữa là cũng quá tuyệt vời. Không biết cả nhà mình có biết những cái con ốc như thế này nè, nó có mắt hay không không? Mỹ thấy con ốc này nó có mắt nè. Thì ốc nhảy Mỹ cũng thấy rồi. Ốc này thì Mỹ cũng đã thấy rồi, nhưng mà có con mấy loại ốc kia thì Mỹ chưa có thấy mắt nó nha. Đây này cả nhà. Giờ Mỹ sẽ quay hai cặp mắt nó cho cả nhà xem nè. Thì cái cặp mắt của nó thì nó nằm ở ngay cái sợi râu đó cả nhà. Nó có cái đen 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 á. Đó. Con này thì Mỹ thấy nó đang bò như thế này nè. Mỹ thấy mình bắt lên thôi. Có con bạch tuộc đang ăn cái gì nè. Rồi Mỹ nghĩ nó đâu đó ăn con sò gì đó. Nó mới ăn đó cả nhà, nên nó cũng không có muốn chạy đâu. Hình như là nó đã ăn xong rồi, sau đó ăn cái bụng cà bá luôn. Đó, bạch tuộc có con thì nó dạy như thế này nè. Có con thì nó ngã lắm. Mỹ chưa thấy nó đã chạy rồi đó. Mỹ cầm gì nãy giờ mà nó không chịu chạy luôn. Mỹ nghĩ chắc con này nó muốn chụp hình nè. Thôi Mỹ sẽ cho nó một tấm hình thôi. Quẩn chưa chịu chạy đâu này cả nhà. Chắc con bạch tuộc này nó muốn vào vợ của Mỹ sao đó. Rồi để Mỹ cho nó vào vợ luôn. Mỹ có phát hiện ra một con cá nóc xanh nè. Cá nóc xanh này ăn được nữa nha. Mình biết cách làm sạch sẽ mình ăn thôi, không có sao đâu. Mỹ nhìn con cá nó to thì chứ, Mỹ chưa kịp tới bắt mà nó đã chạy rồi. Cuối cùng thì Mỹ cũng đã phát hiện ra một cái con sò ngọt rồi nè. Tính ra Mỹ chạy cũng khá lâu rồi đó, mới phát hiện ra một con sò ngọt nè. Trời ơi, con sò ngọt đúng là cái điểm phan thiết này cả nhà. Hải sản to to không thôi. Hình như là cái ở dưới tại Phan Thiết này các nhà ít ghi lặng quá hay sao đó, nên hải sản vẫn còn to to như thế này nè. Nếu mà gặp ra mà ở chỗ Mỹ thì chắc không có còn nữa đâu. Tại vì chỗ Mỹ thì là ưa chuộng nhất là cái người lặn này á. Người lặn này chỗ Mỹ thì rất là đông luôn. Chỗ này Mỹ thấy có dấu sọ mica nữa nè. Có một con ốc tỏi nữa nè. Trâu xuống này rồi cũng có ốc tỏi nữa nè. Mỹ có phát hiện ra một con bạch tuộc nữa nè. Rồi nó tính chạy á cả nhà. May mà Mỹ chụp liền. Nếu mà Mỹ không chụp liền là nó có thể nó chạy đó.
tôi xuống này cũng có sò mê cao, có sò chay này cả nhà. Ô ốc tỏi đó kia, hình như là đang tính bắt gì ăn hay sao đó. Mỹ lại phát hiện ra thêm một con sò ngọt nè. Cái đất này, cái dấu cộng với cái dấu thật sự mà nói chắc là khó thấy luôn ha. Đó, cả nhà nhìn chắc là khó thấy ha. Mỹ nhìn trong máy ảnh này thì thật sự mà nói chắc là khó thấy luôn. Nhưng mà ở ngoài Mỹ thấy có một chút xíu thôi. Thêm một con sò ngọt nữa nè. Ồ, tính ra xuống chỗ này Mỹ bắt ba con liên tiếp luôn nè. Ừ, nhưng mà con này thì nó hơi nhỏ hơn hai con trước nè. Từ sớm tới giờ chẳng có con nào, nhưng mà xuống đây thì Mỹ đã bắt được ba con. Mỹ có phát hiện ra một cái dấu con sò quý hiếm này. Đó, thường thường thì con sò quý hiếm này nó nằm cái lỗ nó thì nó cũng hơi khó thấy nhá. Tại vì con này nhiều khi mình thấy dấu nó, nhiều khi mình không bao giờ thấy dấu nó đâu. Tại vì cái con này mấy anh em thường thường thì dùng điện để bắt. Bắt nó thì nó chắc là đại luôn. Tại vì bắt tay như Mỹ thì nó không có đại đâu. Nếu mà nó có dấu như vậy á, mấy anh em bắt thì cũng đại lắm. Nhưng mà nó không có dấu thì phải dùng điện bắt nó mới đại nha. Đó, con ngao đá hay cầu nè. Chỗ Mỹ gọi là con sò ngao đá nha. Còn nếu mà một cả nhà có thể gọi là con sò ngao hai cầu đó. Thường thì mấy con sò như thế này nè, Mỹ sẽ bỏ vợ viên như thế này nè để tránh trường hợp khỏi bể nha. Ồ, Mỹ có phát hiện ra một con sò quý siêu to đó nè. Ồ, xuống này mà có mấy con sò để bắt thì cũng ngon nè, nhưng mà cũng không có nhiều đâu cả nhà, thì cũng lâu lâu mới được một con thôi, thật sự mà nói rất là ít luôn. Ừ, Mỹ có phát hiện ra một cái con ốc hương nữa nè. Đây, xuống đây có ốc hương nữa nè. Tính ra xuống cái điểm này tuy mà nó ít thiệt nhưng mà cũng có những hải sản ngon nè, nhưng mà rất là ít luôn, tí thiệt chứ. Có nhiều bắt để kiếm ăn ha. Mỹ có bắt thêm một con ngao đá nữa nè. Xuống đây Mỹ bắt được hai con sò ngao đá với ba con sò ngọt rồi, với thêm một con ốc hương nữa chứ. Đó, toàn là những mặt hàng ngon ngon không thôi, nhưng mà rất là ít luôn. Con bạch tuộc đang trốn nè. Mỹ có phát hiện thêm một con sò ngao đá này. Hình như là con sò ngao đá này nó đang chuẩn bị chui xuống lại làm dấu nha. Nói chung thì mấy con ngao đá này nhiều khi nó sẽ chuyển đổi hướng cả nhà, đổi chỗ để ở nha. Hình như là ở dưới đó nó ăn cái gì đó Mỹ cũng không biết nữa. Nói chung thì Mỹ biết là cái con này nó chuẩn bị đang chui xuống lại thôi. Thêm một con sò lông bự nữa nè. Nãy giờ Mỹ gặp những con ốc đỏ nhỏ như thế này nè cả nhà. Nãy giờ Mỹ gặp cũng lai dài cũng đâu đó tầm mười mấy con rồi đó. Nhưng mà mấy ốc này nó nhỏ quá nên Mỹ cũng không có bắt nha. Chờ nào mà nó to như con hồi nãy Mỹ có bắt, Mỹ sẽ bắt thôi. Còn con này nó bé quá, bắt người ta cũng có mua nữa nha, nhưng mà mua dễ lắm. Con ngao cằn nữa nè. Đó, xuống đây thì cũng có 10 ca lây dài cả nhà. Giờ thì cũng đã tới giờ lên chạy rồi cả nhà. Đó, Mỹ lấy được thêm được như đây nè. Lúc đó Mỹ mấy em có lên ăn cơm rồi, ăn cơm nhảy lại được thêm mớ đây nè.
Chắc ở Mỹ sẽ lên nha, lên xem thành quả của ngày hôm nay của 7 anh em thôi. Mấy bữa giờ biển châu Mỹ thì rất là êm luôn, nhưng mà không biết sao hôm nay rất là gió mà thổi luôn. Nhưng mà cái cũng vẫn còn nước thanh đó các nhà, nên là mấy anh em vẫn còn có thể mà lặn được. Hôm nay thì 7 anh em Mỹ thì bắt hải sản có giá trị rất là ít luôn, chủ yếu ốc tỏi thì nó nhiều thôi các nhà. Đó thì khi Mỹ thả xuống này chủ yếu có chai với bê ca cũng rất là nhiều lắm. Mấy anh em mà lấy ở đâu đó đường mỗi đi một rồi đó. Bây giờ sẽ lựa những cái còn hải sản có giá trị ra thôi, còn như bánh tráng, đồ chai mica nữa mọi người sẽ dồn vào một bao thôi. Thì lúc đó khi Mỹ tàu xuống thì cũng có một cái chỗ đó nó có ốc chảy á, nên mấy anh em mà lấy cũng được một bao mấy này. Đó, một bao với lượng một cúng chút xíu đây thôi. Chắc túm này chú bé sẽ đổ chai với mica đồ lò xò lúng xổm sẽ dồn trong cái túm này luôn này, tại vì cũng không có ốc chảy nữa để bỏ vào đâu. Đây chờ chú bé để phân loại hết Mỹ sẽ ghi hình thành quả anh nha. Sò ngọt với sò quý đó các nhà.
này, ốc ốc đỏ này, ốc đỏ nhỏ nhỏ nhiều lắm cả nhà, nhưng mà mấy em không bắt đâu, lựa những con nào to to lớn lớn cỡ này này bắt này. Có lựa một con ghẹ này đó, thì sò ngọt với sò quý nữa cả nhà đó, thì cũng được hai phần canh này. Đây sò lỏ thì mấy em bắt cũng nhiều lắm. Hiện tại giờ trời khổ quá cả nhà, đứng còn cũng không có vững luôn, còn là sóng nó cứ chạy chạy vào chút quá, nghe giống không thể nào mà đổ ra để đếm cho cả nhà xem luôn. Thì thôi trời khổ quá, chỉ đứng ở đây thì nó cũng rất là lạnh luôn. Thôi chắc là Mỹ sẽ kết thúc video tại đây nha, để ra tay đồ cúng gió thôi. Mỹ không biết sao tự nhiên ngày hôm nay rất là khổ luôn. Thôi chắc là Mỹ cũng xin kết thúc căn nhà.